Anh Duy Phương. Ý chuối. Top 13 sàn chiến giọng hát đúng không? À đúng rồi. Ôi dồi ôi, em mê bài Qua Cơn Mê của anh lắm luôn ấy. Anh bây giờ mình hát tặng em một đoạn được không? Được chứ. Qua Cơn Mê nhá. Ok. Nhưng mà nè, anh với em sẽ kết hợp đi. Rồi ok. Ok. Kết hợp anh. Kết hợp em thích lắm đấy. Thôi, không lo gì Trường Hương. Dạ. Anh sẽ cố gắng. Vâng. Làm một đoạn. Vâng. Idol tuyệt vời đấy. Nào. Lên tinh thần đó. Anh chịu quá. Bắt đầu nha. Vâng. Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bành bôn, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường. Con nhầm đường anh ơi. nhầm đường anh ạ. À. Mình đi đường này là sai đường rồi anh ạ. À. Thôi bây giờ mình tìm đường khác nhé anh. À cùng nhau ta xuống sông ạ. Rồi em cảm ơn anh. Ok. Muốn ủn ỉn bao nhiêu lâu thì thích, muốn hai hiệp vẫn đang say và cảm xúc của hiệp 2 vẫn như là hiệp 1, thay đổi độ cứng và độ to lớn của thằng em thì không thể nào bỏ qua được bộ đôi hoàn hảo là Cao Xìn A Quang Dạng Xịt và Kẹo Đổi Gió Nhất Dạ Ngũ Dao. Anh em hãy inbox hoặc để lại số Zalo, em Yến sẽ hướng dẫn cho mình cách làm thế nào để có những trận mây mưa kinh điển cùng người tình của mình anh em nhé.